đường tội phước nếu người biết nghĩ việc giữ lành để phân ra. Không làm trái đạo người ta dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chiêu quả tốt và cũng không cắn rứt lương tâm. Bác muôn người có thể cầm nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thay khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tánh tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ giải oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên qua muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang. Thế gian mà chẳng ác gian, không nay thì mốt mây hoàng Phật tiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung. Nói qua thấy sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói cho ai cũng rõ, đi liên đài do lộ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc giả đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thắng bằng mau.
liên đài tới trước tới sau, tại lầm người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chúng liên quan ấy do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kiếp khổ người ta do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muốn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muốn cất mầm mầm mong không. Thích ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có, có lòng lành tuy khó ráng cao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành này nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thắm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tánh ác, tánh ác còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiện, các nghiệp quả cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này. Nở đời nếu chẳng dai chẳng trả, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lòng sống, đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình, sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người. Thấy là mầm mống an vui, cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra.
ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ấy mối liền đài, nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiền, thiện càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sắc chia đến an nguy, cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao việc thiện, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng ở hiền lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sáng suốt mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đầu, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốc ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu, sống như là bèo gấu rừng quang. Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thuở, rồi tiêu mà chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu, trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, mà chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lối sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu khỏi lúc xa chân.
sống không riêng cái hiện thân mà còn phải sống cho phần đời sau. Muốn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tánh ác nhân, nên dình cách sống chánh chân cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toại mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chứ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít ai tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chốn vãng sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì, trôi nổi luôn trong bể hầm trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân, thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất, kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mây kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê dạng thở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời, cho mình biến khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường xanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra làm việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật,
cũng say mê vật chất như đời, nhưng nhờ quán chiếu tột nơi bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khắc, nhưng cố mày thì sắc nên kim. Tử thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vàng, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân âm, cõi lành được trổ trái bóng bồ đề. Nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, bồ đề khai bên giác được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tự mình ra ráng tìm. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trăm ngày xưa. Tính nhân quả khá chừa ác nghiệp, biết thiên cơ hãy dẹp lòng tàn. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Viết thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời. Lương tâm của mỗi người đều có, nếu người làm mất nó đi rồi. Như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng hiểu không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để ý phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chiêu quả tốt, và cũng không căng rứt lương tâm. Bạc muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thay khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tánh tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ giải oan.
Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì, cách sống mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên hoa muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang. Thế gian mà chẳng ác gian, không nay thì mốt mây hoàng Phật tiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung. Nói qua thấy sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói cho ai cũng rõ, đi liên đài do lộ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc giả đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thắng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chúng liên quan, ấy do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được, sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kiếp khổ người ta, do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muôn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muốn cất mà mầm mống không. Thích ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có, có lòng lành tuy khó ráng cao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành này nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành.
có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thâm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mâm thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tánh ác, tánh ác còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiện, các nghiệp quả cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này. Nở đời nếu chẳng dai chẳng trả, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lòng sống, đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình, sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ, sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người. Thấy là mầm mống an vui, cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ấy mối liền đài, nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiện, thiện càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sớt chia, đến an nguy cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao việc thiện, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng ở hiện lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sáng suốt mở mang. Người hòa và nước được an, là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đạo, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì.
Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốc ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu. Sống như là bèo gấu rừng quang, biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thuở, rồi tiêu mà chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu, trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, mà chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lôi sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu cõi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muôn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tánh ác nhân, nên dình cách sống chánh chân cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toái mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chớ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít ai tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chôn vãng sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì
trôi nổi luôn trong bể hầm trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mây kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời, cho mình biến khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường xanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra làm việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật cũng say mê vật chất như đời. Nhưng nhờ quán chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khách, nhưng cố mày thì sắc nên kim. Tử thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân âm, cõi lành được trổ trái bóng bồ đề. Nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, bồ đề khai bên giác được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tự mình ra ráng tìm. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trăm ngày xưa. Tính nhân quả khá chừa ác nghiệp, mà biết thiên cơ hãy dẹp lòng tàn. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Viết thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn. Hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời.
lương tâm của mỗi người đều có. Nếu người làm mất nó đi rồi, như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng héo không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chịu quả tốt, và cũng không căng rứt lương tâm. Bạc muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thay khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tánh tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ dạy oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên qua muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang. Thế gian mà chẳng ác gian, không nay thì mốt mây hoàng Phật tiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung. Nói qua thấy sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói cho ai cũng rõ, đi liên đài do lỗ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan.
đường gần hoặc giá đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thắng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chúng liên quan ấy, do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được, sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kiếp khổ người ta, do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muốn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muốn cất mầm mầm mong không. Thích Ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có, có lòng lành tuy khó ráng cao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành ấy nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thắm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tánh ác, tánh ác còn còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiện, các nghiệp quả cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này. Nở đời nếu chẳng dai chẳng trả, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lầm sống, đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người.
ấy là mầm mống an vui, cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ấy mối liền đài, nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiện, thiện càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sớt chia, đến an nguy cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao việc thiện, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng ở hiền lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sáng suốt mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đạo, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốt ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu, sống như là bèo gấu rừng quang. Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thở, rồi tiêu ma chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu, trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, mà chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này.
sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu cõi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muốn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tánh ác nhân, nên dình cách sống chánh chân cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toái mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chứ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít nay tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chốn vãng sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì, trôi nổi luôn trong bể hầm trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân, thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mây kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời. Cho mình biến khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường xanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian, như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra là việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai.